Xin chào các bạn, chắc hẳn là các bạn đã từng nghe tới cuốn Binh Pháp Tôn Tử, 36 kế sách của Binh Pháp Tôn Tử. Đây là một cuốn sách quân sự được coi là cổ nhất ở Trung Quốc. Binh Pháp Tôn Tử còn được biết đến là một bộ khoa học quân sự kinh điển. Bộ sách này không chỉ là binh pháp, không chỉ áp dụng trong hoàn cảnh binh đao nơi xa trường thuở xưa kia, mà ngay cả ngày nay, những bậc doanh nhân, những nhà lãnh đạo cũng luôn lấy đó là một cuốn sách gối đầu giường của mình. Vậy cuốn Binh Pháp Tôn Tử do ai viết? Cuốn Binh Pháp Tôn Tử do Tôn Vũ, tên chữ là Trường Khanh viết. Ông là một nhà quân sự lỗi lạc của Trung Quốc, sống vào thời Xuân Thu. Một trong những tác phẩm quan trọng nhất đúc kết kinh nghiệm chiến trường, tư duy chiến tranh quân sự của ông chính là bộ sách mà chúng ta đang đề cập tới. Cụm từ Binh Pháp Tôn Tử nghe nó rất là quen, rồi từng kế trong đó cũng cực kỳ thân thuộc, cực kỳ gần gũi, đặc biệt là Mỹ Nhân Kế và Tẩu Kế, hay nói một cách dân dã đó là 36 kế chuồn là thượng sách. Trong Binh Pháp Tôn Tử thì có ghi rõ, cách cơ bản để chiến thắng là không tham chiến những trận có thể thua. Vâng, một cách rất cơ bản, nhưng mà cuộc sống thì không bao giờ có một lựa chọn hoàn hảo như vậy. Binh Pháp Tôn Tử có hơn 7.000 chữ, có lời văn cực kỳ đơn giản nhưng nội dung lại rất phong phú. Và từ đó thì người ta có thể suy ra được rất nhiều điều. Không chỉ có vậy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Binh Pháp Tôn Tử một cách thật gần gũi, dân dã, theo bóng đá đi chẳng hạn. Hãy đề cập đến 36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử. Kế đầu tiên là Dương Đông Kích Tây. Kế Dương Đông Kích Tây có nghĩa là giả vờ đánh vào phía đông nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Hiểu một cách đơn giản thì các ngôi sao bóng đá kỹ thuật cá nhân cao hay dùng kế này. Giả vờ đảo người một hướng nhưng lại rê bóng một hướng. Nhìn hướng nọ nhưng lại sút hướng kia. Lấy đà rất dài nhưng lại sút rất nhẹ. Messi hay Ronaldinho là những người thích dùng kế Dương Đông Kích Tây. Kế thứ hai đó là Điệu Hổ Ly Sơn. Kế Điệu Hổ Ly Sơn là nhử, dụ hay là khuấy động làm cho con hổ phải ra khỏi rừng. Kế này trong bóng đá là khi lùi đội hình, nhường thế trận cho đối phương, khiến hàng thủ của đối phương dâng cao rồi chơi phòng ngự phản công. Mourinho thì thích dùng kế Điệu Hổ Ly Sơn, mà hổ ở đây chính là hàng thủ của đối phương rời xa rừng, ở đây đó chính là khung thành, đưa đối thủ rời xa vị trí yêu thích, vị trí sở trường của mình và từ đó kết liễu. Kế thứ ba trong 36 kế đó là Nhất Tiễn Hạ Song Điêu. Nhất Tiễn Hạ Song Điêu là dùng một mũi tên để bắn chết hai con chim. Cái này thì rất dễ hình dung luôn. Khi mà bạn tấn công, bạn quá nhanh và quá kỹ thuật khiến đối phương phải phạm lỗi. Đối phương phạm lỗi, nhận thẻ, bạn được hưởng phạt đền và lại ghi bàn nữa, còn đối phương thì bị đuổi người. Một tình huống bạn bị phạm lỗi nhưng lại mang về đến hai lợi thế khác nhau. Đó chẳng phải là Nhất Tiễn Hạ Song Điêu hay sao? Kế thứ tư đó là Minh Chi Cố Muội. Minh Chi Cố Muội là biết thận rõ chuyện nhưng làm ra vẻ không biết gì. Không biết là ông Sosa, cựu huấn luyện viên của Manchester United, có dùng kế này hay không, nhưng mà mình nghi là ông ấy dùng và dùng thất bại. Khán giả đều biết, cầu thủ đều biết những gì trên sân, nhưng có vẻ ông không biết gì, đó chính là kế Minh Chi Cố Muội. Kế thứ năm, Du Long Chuyển Phượng. Du Long Chuyển Phượng là biến cái này thành cái kia, biến bên trong hình con rồng nhưng lại làm ra cho nó trở thành con phượng. Kế này mấy anh hậu vệ hay dùng. Rõ ràng là bóng chạm tay nhưng đôi khi tỏ ra bị đau ở vùng ngực, vùng bụng, rồi làm như cánh tay của mình không có chuyện gì xảy ra. Du Long Chuyển Phượng. Kế thứ 6, kế cực kỳ phổ biến, Mỹ Nhân Kế, là dùng gái đẹp, dùng sắc đẹp để làm xoay chuyển, dùng thay đổi tình hình ở những cái không thể thực hiện được. Cái này thì xin phép là các cầu thủ bóng đá hay là các huấn luyện viên đôi khi chưa đủ trình độ để tạo ra kế, mà chủ yếu họ là người mắc vào kế này, dính vào kế này. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân cũng là vậy. Thử hỏi đã là đàn ông, làm gì có ai mà không một lần đung đưa, rung rinh trước sắc đẹp. Kế này được dùng ở gần như mọi lĩnh vực trong cuộc sống, miễn là có đàn ông thì bạn có thể dùng. Kế thứ 7 đó là Sấn Hỏa Đả Kiếp. Sấn Hỏa Đả Kiếp là lợi dụng lúc hỏa hoạn để mà thao túng, lúc tình hình rối ren để mà sắp xếp mọi chuyện theo ý muốn của mình. Sấn Hỏa Đả Kiếp đòi một khả năng hành động nhanh nhẹn, lợi dụng lúc đội bạn đang bị thẻ đỏ chẳng hạn, đang ở trong tình cảnh như lửa cháy để mà đá tấn công, ghi thêm bàn, vùi dập cho tơi bời. Đó chính là Sấn Hỏa Đả Kiếp. Kế thứ 8, Vô Trung Sinh Hữu. Vô Trung Sinh Hữu là từ không mà tạo thành có. Kế này Neymar dùng rất nhiều các bạn nhé. Không mà lại làm có, đối thủ chưa chạm mà đã lăn ra ăn vạ.
Ngoài Neymar thì bạn nhớ cầu thủ nào hay dùng kế này hay không? Neymar thì chắc là không đọc binh pháp tôn tử rồi, nhưng mà nói ra để thấy rằng binh pháp tôn tử nó có thể ứng dụng vào rất là nhiều điều khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong cuộc sống, và chúng ta ngẫm lại, à nó rất là đúng. Cái thứ 9 đó là tiên phát chế nhân. Tiên phát chế nhân là ra tay trước để chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để tìm lấy sự chiến thắng. Ở trong lịch sử Việt Nam, khi mà Lý Thường Kiệt đưa quân sang đất Tống để đánh thì chúng ta gọi đó là tiên phát chế nhân, đánh trước để đối phương không kịp trở tay. Còn trong bóng đá, các huấn luyện viên hay dùng kế này để tấn công phủ đầu, khiến đối phương bất ngờ không kịp trở tay. Tất nhiên phải rất tự tin, rất liều lĩnh mới dám dùng kế tiên phát chế nhân, vì nếu không thì sẽ phải nhận thất bại đau đớn. Kế thứ 10 đó là đả thảo kinh xà. Đả thảo kinh xà, đả thảo nghĩa là đập vào cỏ, kinh xà nghĩa là làm cho con rắn phải sợ. Các huấn luyện viên mà dằn mặt cầu thủ là hay dùng kế này, có khi muốn cảnh báo một ngôi sao lớn, nhưng vì không muốn trực tiếp đụng vào, sợ nguy hiểm thì trước hết là phạt mấy ngôi sao trẻ, hoặc là phạt những cái hành động mà các ngôi sao lớn hay làm, dằn mặt mấy ông vô danh cho các ông biết, à mình cũng có uy đấy chứ, đừng có đùa. Kế 11 đó là tá đao sát nhân, là mượn dao để giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù của mình, lợi dụng lịch thi đấu và những đối thủ khác để hạ bệ chính đối thủ của mình trên đường đua vô địch hoặc là đường đua trụ hạng. Kế số 12, di thể giá họa. Di thể giá họa có nghĩa là dùng vật hoặc là dùng xác chết bỏ vào nhà người khác để mà vu oan, vu khống để mà giá họa. Cái này thì không biết các bạn hay xem VAR thời điểm đầu có quen quen hay không. Lúc bấy giờ các bạn bảo là trọng tài kẻ không chuẩn, chiếu góc không chuẩn, thì đó là đưa ra những cái bằng chứng không chính xác để khiến cho một đội nào đó gặp bất lợi. Và nếu như các trọng tài có ý thực sự như vậy thì đó chính là kế di thể giá họa. Kế thứ 13 đó là khích tướng kế. Khích tướng kế nghĩa là kích thích, chọc làm cho nổi giận. Nổi giận thì thường sẽ mất sáng suốt, thiếu suy nghĩ, không tự chủ được con người của mình. Địch mà nổi giận thì ta có lợi, hoặc đôi khi chính là khích tướng của mình, lấy lại cảm giác chiến đấu. Sir Alex Ferguson từng cá cược với Ronaldo về số bàn thắng anh có thể ghi được trong một mùa giải để khiến Ronaldo nổi máu ăn thua và cố gắng. Đó cũng chính là khích tướng kế. Kế số 14 đó là man thiên quá hải. Man thiên quá hải dịch ra có nghĩa là dối trời vượt biển, tức là lợi dụng những cái lúc dối ren không ai để ý để mà chuồn ngay, mờ mờ ảo ảo không ai rõ. Cuối trận mà thua, fan đang chỉ trích xéo tên, tranh thủ người ta nói mấy ông đầu to, mình nhẹ nhàng đi vào đường hầm và trốn luôn, lên xe về thẳng. Kế số 15 đó là ám độ Trần Sương. Ám độ Trần Sương là bí mật đưa quân qua con đường mà không ai nghĩ rằng ta sẽ đi qua. Muốn dùng kế này thì phải có tầm nhìn xa trông rộng và có một mưu lược tuyệt vời. Pep Guardiola hay dùng kế này, chơi những quả chiến thuật ít ai nghĩ đến. Thế nên mới có chuyện Pep mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều, nhiều khi thất bại vì chính những phát kiến mong manh trên làn danh giữa thiên tài và không có gì cả. Có lẽ một trong những nguyên nhân khiến cho Pep Guardiola chưa thể vô địch C1 sau khi rời Barcelona cũng là vì việc dùng kế ám độ Trần Sương, đi trên con đường mà không ai nghĩ đến quá nhiều. Kế số 16 trong số 36 kế đó là phản khách vi chủ. Từ chỗ là khách biến thành chủ, dần dần lấn đất của địch để mà đến chỗ địch không còn chỗ đứng. Hiểu một cách đơn giản là đang bị ép sân, sẽ lấy lại thế trận, dần dần đưa đối thủ về 1/3 sân cuối cùng để mà ghi bàn. Từ bị động trở thành chủ động. Hiểu thoáng thì Liverpool trong những cái tình huống chuyển trạng thái là một đội mà phản khách vi chủ rất hay. Kế số 17 đó là kim thiền thoát xác. Kim thiền là con ve sầu vàng. Kế này thì dùng ở trong lúc nguy cấp, ngụy trang hoặc thay thế hình tượng cũ để mà trốn thoát. Ở trong bóng đá thì đôi khi các cầu thủ hay dùng kế này, khi mà chia tay câu lạc bộ nói rằng à câu lạc bộ không cần mình nữa nên là mình phải chia tay, rồi vì đồng đội ghét bỏ, mâu thuẫn thế nọ thế kia, nhưng mà thực chất có thể ông ra đi vì tiền hoặc vì một cái lý do nào khác. Kế số 18 đó là không thành kế. Không thành kế là kế bỏ thành trống. Kế này Gia Cát Lượng áp dụng để khiến Tư Mã Ý không dám vào thành. Dù Gia Cát Lượng mở rộng cửa thành, ngồi đánh đàn, Tư Mã Ý sợ có phục binh nên là không dám tấn công. Phải nói là kế này hầu như không thấy áp dụng cho bóng đá, hoặc nếu mà áp dụng thì hoàn toàn thất bại mà thôi. Vâng, đó là nửa đầu của 36 kế binh pháp tôn tử. Ở nửa sau thì chúng ta sẽ đi từ kế thứ 19 cho đến kế cuối cùng, đó là tẩu kế. Hy vọng là các bạn sẽ có một cái nhìn mới mẻ và thú vị hơn về binh pháp tôn tử với những cách giải thích. Có thể chưa thực sự thấu đáo lắm nhưng mà nó khá là mới. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này và hãy nhớ chờ đợi phần 2.